California, ngày 17 tháng 4. GE và Edison Southern California, một công ty của Edison International, đã ra mắt hệ thống Battery Gas Turbine Hybrid đầu tiên trên thế giới ở ngay tại Northwark, California. Đây là hệ thống đầu tiên của hai hệ thống mà GE đã giao cho Edison Southern California chỉ vài tháng sau khi công bố kế hoạch triển khai ban đầu của công nghệ tiên tiến này. Hệ thống này được gọi là LM6000 Hybrid Electrical Gas Turbine, hỗ trợ tăng năng lượng tái tạo của Edison Southern California bằng cách khởi động nhanh, khả năng tăng tốc nhanh khi cần thiết. Nó tích hợp một hệ thống lưu trữ năng lượng lên tới 10 MW, 4.3 MW per second, có khả năng cung cấp ngay lập tức nguồn điện với gas turbine 50 MW LM6000 đã được kiểm chứng bởi GE. Trong số các diễn giả tham dự sự kiện này, có Mary Nichols, Chair, California Air Research Board, Jill Wynott, Deputy Executive Officer, Operation South Coast Air Quality Management, và Tom Doddy, Vice President, California Independent System Operator. Hệ thống mới sẽ giúp cho Edison Southern California sử dụng tốt hơn các nguồn lực trên lưới điện, nâng cao độ tin cậy, giảm tác động của môi trường, giảm chi phí cho những hoạt động của chúng tôi và khách hàng. Công nghệ này cũng cho phép chúng ta tiếp tục mở rộng việc sử dụng năng lượng mặt trời và các nguồn tài nguyên tái tạo khác. GE và Edison Southern California đã phát triển hệ thống này để đáp ứng nhu cầu thay đổi năng lượng ở California. Chính phủ đã cam kết chuyển hóa 50% lượng điện từ các nguồn tái tạo vào năm 2030. EGT Hybrid giúp cân bằng năng lượng cung cấp và nhu cầu sử dụng, kể cả trong những giờ buổi tối khi mặt trời lặn và sản xuất năng lượng mặt trời giảm xuống, trong khi điện năng tiêu thụ tăng lên khi khách hàng quay trở về nhà, bật đèn và thiết bị điện. Trọng tâm của EGT Hybrid là một hệ thống kiểm soát đột phá liên tục trộn lẫn giữa battery và gas turbine. Năng lượng, dung lượng, dự trữ của battery được thiết kế đặc biệt để cung cấp đủ độ phủ sóng trong một thời gian để cho phép turbine khí bắt đầu hoạt động và đạt được công suất quy định. Kết quả là hệ thống không cần đốt nhiên liệu và tiêu thụ nước ở chế độ chờ để có thể phát điện ngay khi nhu cầu tăng lên. President and CEO của Grid Solution từ GE Energy Connection đã phát biểu rằng khi mạng lưới, điện lưới tiếp tục phát triển cùng với sự gia tăng liên tục vào mỗi ngày, các sản phẩm như Hybrid EGT có thể giúp làm nhịp nhàng việc phân phối điện. Lưu trữ và khả năng đẩy điện nhanh chóng vào lưới điện cũng đóng một vai trò quan trọng trong những tình huống khẩn cấp. Gửi năng lượng ngay cho lưới điện, bảo đảm rằng chúng tôi có thể giúp giữ ánh sáng cho mọi người. Sự kết hợp sáng tạo này cùng với các kiểm soát khí thải mới giúp tăng tính linh hoạt, cùng lúc đó là giảm khí thải nhà kính, ô nhiễm không khí xuống dưới 60%. Ngoài ra, việc tiêu thụ nước khoáng sẽ giảm khoảng 45%, tiết kiệm 2 triệu gallon nước hàng năm và tăng tuổi thọ của thiết bị.